Anh bị làm sao thế? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Tôi Cao Cường Vlog. Tôi Thanh Nhan, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em tôi sẽ làm một clip đó là đốt thử hai quả pháo cối. Ok. Mà mình sẽ thử sức công phá của quả pháo cối này trong cái chậu này sẽ như thế nào cho các bạn. Xem nó có mạnh không nhá. Mình sẽ thả thẳng vào trong cái này xem mà có nát cái này không nhá. Ok. Giờ mình sẽ tiến hành đốt nha các bạn. Nên là mình đốt quả to này, quả pháo cối này nó mới lổ như nào. Hốt quá các bạn ạ. Ôi, em gì run dữ em. Sợ lắm. Qua mở chậu đi anh. Đốt đi, đốt đi. Sợ lắm. Áo đâu rồi á? Anh bị làm sao thế? Tao cầm mẹ hai quả pháo ở trong nó. Thế có bị làm sao không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.